Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần tranh tài, giải bóng đá Hội khỏe Phù đồng thành phố Hưng Yên đã kết thúc tốt đẹp. Giải có sự tham dự của 16 đội bóng đến từ các trường trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Các đội thi đấu loại trực tiếp vượt qua các đối thủ. Hai đội trường tiểu học Hiến Nam và trường tiểu học An Tảo đã xuất sắc góp mặt ở trận chung kết. Kết quả, phần thắng thuộc về đội trường tiểu học An Tảo với tỷ số chung cuộc 2-1. Hai đội đồng hạng 3 là các trường tiểu học xã Liên Phương và tiểu học Hùng Cường. Giải bóng đá Hội khỏe Phù đồng thành phố Hưng Yên là sân chơi nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao học đường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua giải đấu, thành phố Hưng Yên cũng đã tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất, thành lập các đội tuyển bóng đá tiểu học tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù đồng toàn tỉnh sắp tới. Vào cuối tháng 12 vừa qua, tại giải vô địch cúp Ủ su quốc gia năm 2019 được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 200 vận động viên đến từ 29 tỉnh thành ngành trong toàn quốc tham dự. Các vận động viên tranh tài ở 48 bộ huy chương, gồm 30 nội dung quyền, 18 hạng cân đối kháng nam nữ. Tham dự giải, đoàn Hưng Yên có 8 vận động viên thi đấu ở nội dung tán thủ nữ, kết quả giành được 3 huy chương các loại, trong đó huy chương vàng của vận động viên Mai Mỹ Trinh, hạng cân 70kg, huy chương bạc Phạm Thị Nhung, hạng cân 65kg, huy chương đồng Nguyễn Thị Quỳnh, hạng cân 75kg. Từ nhiều năm nay, đội tuyển điền kinh của trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang duy trì đều đặn và giành được các giải cao ở các giải điền kinh cấp huyện, cấp tỉnh. Đội tuyển có 15 học sinh đến từ lớp 7 đến lớp 9, có năng khiếu thể thao và thể chất tốt, được nhà trường tuyển chọn luyện tập các nội dung chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao và nhảy xa. Một số em trong đội tuyển điền kinh của trường Trung học cơ sở Vĩnh Khúc đạt thành tích cao tại giải điền kinh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2019, tiêu biểu như em Vũ Thế Mạnh giành giải nhất cự ly chạy 100m và được tham dự giải điền kinh cấp quốc gia. Em Lê Ngọc Quỳnh đạt giải nhì môn nhảy xa, em Lê Thanh Thúy đạt giải ba môn nhảy cao. Vận động viên Doãn Thị Nhuần, sinh năm 1995, trong một gia đình thuần nông ở thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ. Năm 2011, Nhuần được tuyển chọn vào đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh. Với tố chất nhanh nhẹn, cộng với ý thức chăm chỉ tập luyện, Nhuần được đánh giá là phù hợp với môn pencastilat. Đến nay, Nhuần đã có nhiều huy chương đạt được tại rất nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế. Tiêu biểu, năm 2016, em giành huy chương vàng liên hoan quốc tế võ cổ truyền, huy chương bạc võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2018. Đặc biệt, tháng 12 vừa qua, Nhuần là một trong hai đại diện duy nhất của Hưng Yên tham dự SEA Games và giành huy chương đồng tại môn võ gậy. Câu lạc bộ bóng đá Rùa FC thành phố Hưng Yên thành lập từ năm 2012 với 30 thành viên thuộc nhiều ngành nghề lứa tuổi khác nhau như sinh viên, công an, nhân viên văn phòng, kinh doanh tự do, thuộc khu vực thành phố Hưng Yên và một số huyện lân cận. Tuần 3 buổi, các thành viên câu lạc bộ đều dành 2 tiếng rèn luyện ngoài sân bóng để tăng cường thể lực, giải tỏa căng thẳng trong công việc. Với tiêu chí đoàn kết, lứa cầu thủ trước dẫn dắt và định hướng cho các em học sinh, sinh viên lứa cầu thủ sau có lối sống lành mạnh, văn minh, giúp đỡ lẫn nhau trong và ngoài sân bóng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã có nhiều khởi sắc. Để có được điều này thì chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho người dân có nơi tập luyện vui chơi giải trí. Xu hướng sử dụng sân cỏ nhân tạo trong hoạt động thể dục thể thao ngày càng trở nên phổ biến bởi những tiện ích mà nó đem lại. Mới đây, một người con xa quê của phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào cùng với sự chung tay của người dân địa phương đã xây dựng và đưa vào sử dụng một sân cỏ nhân tạo. Sân có diện tích gần 1.000 m2 với kinh phí trên 600 triệu đồng. Trước đó, năm 2017, cũng bằng nguồn xã hội hóa, phường Dị Sử đã xây dựng được một bể bơi trị giá gần 5 tỷ đồng với quy mô hiện đại bậc nhất trên địa bàn thị xã. Nguồn ngân sách của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nên là cái nguồn xã hội hóa là cái nguồn chủ lực trong cái việc xây dựng các cái cơ sở thiết chế thể thao đáp ứng được cái nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân, giúp phong trào thể dục thể thao của thị xã Mỹ Hào nói chung và phường Dị Sử nói riêng ngày càng một phát triển hơn nữa. Phường Dị Sử hiện có 8 tổ dân phố, thì cả 8 tổ dân phố đều có sân chơi thể thao cho người dân thường xuyên luyện tập. Với đặc thù các môn khác nhau, nên mỗi thôn lại có những môn thể thao thế mạnh khác nhau.
Nắm bắt được điều đó, chính quyền địa phương không chỉ khích lệ về mặt tinh thần mà còn thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao để người dân có dịp giao lưu học hỏi, tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân. Được đầu tư về cơ sở vật chất, được quan tâm về tổ chức các hoạt động thể thao nên từ nhiều năm nay, tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể thao của xã luôn ở mức trên 30%, tỷ lệ gia đình thường xuyên luyện tập thể thao cũng đạt gần 30%. Hoạt động thể dục thể thao ấy là không những là rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại cái nhiều cái nguồn vui khác, chẳng hạn như là nó bớt những cái tệ nạn xã hội thì là mang lại rất nhiều cái lợi ích tốt cho bản thân và giúp cho cái phong trào văn hóa văn nghệ của phường ấy là phát triển tốt. Với sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng như người dân trên địa bàn phường, cùng với đó là sự quan tâm của chính quyền địa phương, phong trào thể thao của phường sẽ có nhiều bước tiến xa hơn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.